Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay nhà vừa em lên giao lưu với cô chú anh chị mình Hồng Ngọc Mai với lại Sam Hương nha cô chú anh chị. Mày sửa thật. Không biết sửa từ bao giờ. Hàng này siêu già lắm. Già lắm. Đang cho hoa nè. Mấy cái đọt non này đang có nụ búp 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 nhiều. Giờ để bàn chơi. Hoa nó thơm lắm. Trái ăn được luôn. Rồi đây là nghe cái mùi thơm nó gắt luôn nha cô chú anh chị. Cái già dữ lắm vậy. Dạ, cây gì để bàn chơi hoa lên mùi thơm đã đây ha. Nó thơm chậu luôn nha cô chú anh chị. Đó. Để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã số 1 nha cô chú anh chị. Đây, cầm gọn lòng bằng tay luôn nha. Được hơn to dắt ghê luôn. Sửa thân từ nhỏ. Xương mình dưới đây cái một cốt này cũng to luôn nè. Cây không có hiệu, không có gì trên mình á. Phơm nè. Hoa nhiều lên nè. Chuẩn bị lên nhiều lắm. À, đây khi tụi em gửi tới nơi là nở gộ luôn nha. Búp nhỏ nhỏ nhóc nè. Rất chậu, là đẹp nha cô chú anh chị. Em vô chậu mini sẵn luôn. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 1 nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 1 nha cô chú anh chị. Cây hoàng thân. Hoành thân nó ở đây là 7. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 20. Hết tán ngang. Hết tán ngang của nó là 30 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. 550k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Hồng Ngọc Mai hoa rất là thơm nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 2 nha. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Dạ, cây này sửa thân từ nhỏ, già lắm. Cây này cũng đang cho hoa nè. Mấy cái đọt già này đã chuẩn bị nó lên rồi. Gà xuyên suốt à. Cây này mình cũng thấy chơi một cặp từ với cây số 1 luôn nha cô chú anh chị. Nó cũng đang lên hoa với lên búp đây. Đem xây về vòng em sẽ báo thông số của mã số 2 nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp nha. Hoa quái rất là duyên ha. Cầm gọn lòng bàn tay luôn nha. Những cái cò ở đây cô chú anh chị. Quá đẹp. Cò yeah. Rất là đẹp ha. Sạch sẽ, không có hẹo. Dưới đây là nè. Thân chậu. Phơm tàn, bệnh phơm nha. Cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã số 2 nha cô chú anh chị. Cái cây kia để ở dưới mà nó có mùi thơm lên tới bên đây. Thơm lắm luôn nha cô chú anh chị. Thì nó chưa đâu, vài bữa nó ra hoài luôn á. Quan tâm. Rồi xong có tái cũng đẹp nữa. Tái ăn được luôn. Rồi để bây giờ em báo thông số của mã số 2 nha. Đây cái hoành gốc nó là 7. Chiều cao của cây là 17. Hết tán ngang của nó là 26 nha. Thì mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. 550k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Cây Sâm Hương này thế giới này đã có một cây siêu kỳ lạ. Quá thì quá luôn. Không biết anh thả lên sổ mà cái đầu gì em cũng biết không hiểu được luôn. Mà nó đẹp lắm. Nó mini mà nó quái, cực kỳ quái. Già dữ nhạc, nó có hiệu, nó không có gì tên. Mỗi cái này là giống như cái tay đó là cái cây cũng được nâng sửa hay cái đường hướng gì em cũng không biết được luôn đó. Đẹp lắm. Đã lắm, bây giờ ép vô cái chậu nữa chơi là hết bài. Nhưng mà sửa chỗ này em như có cảm giác là muốn nó ra mấy cái tay nhỏ luôn. Mình nó nhìn nó lạ. Không đụng hàng, ba không đụng hàng nữa, chưa thấy ai làm cái giống gì thế. Vậy nó cũng không còn nhiều luôn nha cô chú anh. Vậy muốn hết, cốt mà sửa vậy mà nuôi cốt to nữa nhá. Để xin thiêu cho cô chú anh chị cậu vàng xương. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cây cũng đang đi phân hữu cơ nhẹ nha cô chú anh chị. Giờ tầm 10 ngày nữa mình há thai hoặc ép chậu nó nha. Đây cái đế đây. Mặt trước mặt sau. Cây không đây. Dạng xương. Xương dưới nè. Kỳ lạ đó. Dữ lắm cái dạng xương nha. Lăng quắn luôn. Cái này sửa xong vô tháo dây cũng hơi cực. Mình nó lớn quá. Mấy cây cò nó lớn lên chứ. Cò là to nha. Cốt cành to nha cô chú anh chị. Không có hẹo. Sắp hẹo. Siêu quái luôn. Siêu quái. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 3 nha cô chú anh chị.
Rồi bây giờ em báo thông số mã số 3 nha. Cái hoành thân nó đây. Hoành thân nó đây là 7. Chiều cao của cây là 16. Hết tán ngang của nó là 28 nha. Thì mã số 3 này em giao lưu với chú anh chị mình là 950k nha. 950k cho một cây sam hương siêu quái nha. Rồi, bây giờ em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh, lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Cây số 4 là cây sam hương quái nha. Sam hương thì từ nhà nhiều quá, tụi em đi tìm kiếm những cây nó phải là lạ. Đẹp lắm. Nuôi đùi cốt ra ngoài nha, sam hương cây có duyên lắm. Cực kỳ già luôn mà nó đẹp. Mình là ép vô cái chậu chơi. Mình chơi nó lạ hơn so với dòng sam hương thì nó kỳ lạ, mình chơi nó vui vui. Nó ít đụng hàng. Để em xây vài vòng em sẽ báo thông số mã số 4 nha cô chú anh chị. Cây nuôi đùi to nha. To con tay cái luôn. Gục gịch. Cây không có hẹo nha cô chú, sắp hẹo. Con sữa thân cũng gắt nữa. Mày ép vô chậu nhỏ tròn tròn nhỏ để tỉa chơi chúng ta. Được rồi, cô chú anh chị coi nè. Đẹp lắm. Cái hàng cốt cành ở đây. Gục gịch. Cái con thân dưới nè. Trời ơi cốt nè. Sữa kỹ lưỡng. Xương sữa kỹ luôn nha. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 4 nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 4 nha cô chú anh chị. Cái hoành thân nó trên đây là 12. Tự hào nó nuôi tính 11 rồi, mình thân là 11. Mình thân là 11, chiều cao là 11 luôn nha. Hết tán ngang của nó là 28. Thì mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 950k nha. 950k là nhà vườn bên em bao ship với cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 5 nha. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Mã số 5 là cái sam hương cái này siêu quái luôn, siêu đẹp. Mình nuôi đùi ra ngoài nè, được gật. Đây nó có hàng ông rễ vô. Đây nó có cái rễ nè, nó có cái hẹo nhỏ mà nó cũng cú xuất phát thôi. Hai keo xử lý kỹ. Cái này mình về làm vô cái tượng đá hay cái gì, cái cẩm gì, cái hấp bài luôn ha. Rồi mà sao. Siêu đẹp. Đùi khắc gật, theo ba nhịp gục gật. Cốt cũng to luôn nha cô chú anh chị. Cốt to. Này cô chú anh chị mình khối đá thì chắc đẹp lắm nha. Siêu đẹp luôn. Để em xây vài vòng em sẽ báo thông số mã số 5 nha cô chú anh chị. Phơm tàn gì tỉa một hai lần nữa nó dày lên nè. Mặt trước đây xương gục gạch nè. Ủa cái đuổi to nè. Trong bự ngoài nhỏ. Đó. Đây. Cái này siêu quái luôn. Cái này giờ bỏ vô cái đá hay gì, ghép vô cái làm cây đổ đổ hay là bỏ vô cái tượng như vậy đó. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 5 nha cô chú anh chị. Đặc biệt là nó cực kỳ già. Già lắm. Già cây gì mình có làm cũng an tâm nha cô chú anh chị. Rồi để bây giờ em báo thông số của mã số 5 nha cô chú anh chị. Để rõ quạnh trên đây. Rồi cô quạnh trên. Quạnh ở trên đây là 10 nha cô chú anh chị. Quanh là 10. Chiều cao của cây là 21. Hết tán của nó là 29 nha. Thì mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 950k nha. 950k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Thì mã số 5 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu như quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.